Ô tô 360 xin kính chào quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn có ngày mới vui vẻ và hạnh phúc. Quý vị và các bạn thân mến, Porsche 718 Cayman là dòng xe thể thao coupe 2 cửa với 2 chỗ ngồi mới được định danh lại từ năm 2016 của Porsche. Cách đặt tên mới này dựa trên cảm hứng từ dòng xe thể thao 718 ra đời từ năm 1957. Về kích thước, Porsche 718 Cayman có chiều dài tổng thể 4.379mm, rộng 1.801mm, cao 1.295mm và trọng lượng chỉ ở mức 1.365kg. Porsche 718 Cayman là một trong những chiếc xe thể thao hai cửa hiếm hoi có vẻ ngoài mềm mại, mang trong mình dòng dõi quý tộc, thời thượng. Mẫu xe này có những cách rất riêng để phô diễn chất thể thao của mình. 718 Cayman được Porsche trang bị đa dạng các loại vũ khí tối tân để có thể cạnh tranh song phẳng với những tên tuổi lớn trong phân khúc coupe thể thao. Có thể kể đến như Audi TT RS, BMW M2, Ford Shelby GT350 hay Chevrolet Corvette. Nếu không đủ tiềm lực tài chính để sở hữu một chiếc Porsche 911 thì việc lựa chọn đàn em 718 Cayman là phương án hợp lý khi giá bán của mẫu xe này mềm hơn với đàn anh Porsche 911. Đối với xe chạy lướt như chiếc Porsche 718 Cayman đời 2019 này, người mua tiết kiệm được số tiền khá. Cụ thể, chiếc Porsche 718 Cayman mà quý vị và các bạn đang theo dõi trên màn hình được sản xuất năm 2019, hiện chúng tôi đang giao bán với giá nhỉnh 5 tỷ đồng. Chiếc xe mới lăn bánh được 15.000 km. Chúng tôi cam kết chiếc xe không tai nạn, không ngập nước, keo chỉ nguyên bản, máy móc nguyên bản và còn rất mới, được bảo hành và bảo dưỡng theo định kỳ. Quý vị và các bạn có thể kiểm tra xe tại bất kỳ đại lý hay gara nào mà quý vị và các bạn muốn. Chiếc xe này chúng tôi vẫn bán trả góp. Quý vị và các bạn chỉ cần phải trả trước 30% giá trị xe, số còn lại là 70% quý vị và các bạn trả đều trong 5 năm với lãi suất ưu đãi, thủ tục rất nhanh chóng và đơn giản. Nếu quý vị và các bạn đang quan tâm đến chiếc xe này, chúng tôi mời quý vị và các bạn qua cửa hàng để xem xe và lái thử xe. Cửa hàng chúng tôi ở địa chỉ số 16, phố Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Liên hệ số điện thoại 0905 608 883 để biết thêm chi tiết. Phụ trách kinh doanh, Phó Giám đốc Nguyễn Trọng Tuấn. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip, xin quý vị và các bạn hãy like clip, đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 của chúng tôi. Chúng tôi mua bán và trao đổi xe ô tô trên toàn quốc, nhận ship xe khắp mọi miền Tổ quốc. Trân trọng cảm ơn.